Dạ con chào buổi chiều cô chú anh chị nha. Dạ con chúc cô chú anh chị có nhiều niềm vui và hạnh phúc. Dạ buổi chiều hôm nay trời hết nắng rồi, con ra con quay cho cô chú anh chị xem một cây mai lá ngọc cành vàng nha. Thì cây mai lá ngọc cành vàng này con lặt lá tầm khoảng một tháng trước nè. Thì bữa nay nó ra được cái lá như thế này nha. Con lặt lá một tháng trước lá nó già hết rồi mình lặt lá. Rồi bắt đầu mà bây giờ nó ra nhánh ra chèo nè. Cái thầm này nó sẽ mau có bông nha. Cái ra khúc này nó mới mau có bông nè. Nếu cô chú anh chị có mua những cái cây mai trước đây, lá nó già rồi mình lặt á, rồi bắt đầu nó sẽ ra cành ra nhánh nè. Ra cành ra nhánh như vậy nè, rồi mới có làm nụ có bông nha cô chú anh chị. Cái khúc ở trong này nó sẽ không có gì hết nha. Rồi cái cây này thì con ghép hoàn gần khoảng bây giờ thì nó có được hai cái bông. Rồi cô chú anh chị xem nha. Được hai cái bông nè, bông rất là vàng luôn. Trời hết nắng rồi mà nó rất là vàng luôn nè. Rồi cô chú anh chị tham khảo cái cây mai cúc mai lá ngọc cành vàng á. Rồi mai chiều cô chú anh chị có thích mua về làm giống á, thì cái đặc điểm của cái cây này nó rất là mạnh nha, rất là mạnh luôn. Lá nó già thì nó xanh lại mình tuốt là nó ra lá vàng nha cô chú anh chị. Rồi cô chú anh chị có thích mua về làm giống thì liên hệ với con nha. Số điện thoại của con là 0982692597 nha. Dạ con xin cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi nha. Dạ con xin hết.